mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tiên sinh dạy học. Tỉnh Sơn Tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai, đã 3 tuổi mà vẫn chưa biết đi, nói cũng không rành. Bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ. Hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi hòa thượng giùm. Hòa thượng nói kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba, chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư, là người rất có tiếng tăm danh vọng. Khi đó nhiều người thích nghiên cứu Phật pháp tìm đến để thỉnh giáo ông, hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi. Ông giáo bèn miệt thị nói với mọi người rằng những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa? Rồi ông còn trích lời Khổng Tử thế này: không biết sống, đâu biết chết. Và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình rất là chính xác. Do nói lời hàm hồ như vậy, ông đã khiến cho nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học Phật. Chính vì tính tự cao ngã mạn, ý vào tri thức nửa vời, vì giáo sư đã phát ngôn bừa bãi, đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu Phật pháp. Cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất. Khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. Giờ đây nhân duyên chín mùi, đứa con trai mà họ sinh ra chính là ông giáo kiếp xưa từng thọ ác báo. Đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. Nếu muốn thay đổi nghiệp báo, họ phải sám hối tội ăn thịt, hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn, còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ, phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm, lỡ mất cơ duyên học Phật pháp. Và cũng nên vì những con heo mà họ ăn, tụng kinh Địa Tạng siêu độ cho. Hòa thượng khẳng định: chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi, chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói, đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu, rèn luyện thân thể, đứa bé sẽ dần chuyển tốt, não sẽ hồi phục bình thường, tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình. Tôi cứ thế truyền đạt lại hết mọi lời hòa thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe. Cha đứa bé nghe xong kinh hãi nói: sư phụ giảng rất đúng. Ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt, còn thiết lập thêm lò mổ riêng nữa. Do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ. Vợ ông rất ưa ăn đầu heo. Không ngờ báo ứng ập tới, cả nhà lãnh chung. Thật là tự làm tự chịu. Nếu biết rõ thì họ đã không làm như vậy. Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối. Dạ, nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề.